Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã hy sinh cả cuộc đời để mang lại độc lập, tự do, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho cả dân tộc. Thật khó có thể diễn tả hết được những tình cảm của người dân Việt Nam dành cho Bác. Vâng, mỗi người mỗi nơi thì đều có hình thức riêng để thể hiện sự kính trọng tri ân với Bác. Đối với người dân ở xã Nhã Nam, huyện Tân Yên lại có cách thể hiện riêng để thể hiện lòng thành kính với người, đó là duy trì phong tục thờ hành Bác. Gia đình ông Chu Văn Trúc ở thôn Tiến Trại, xã Nhã Nam đã thờ ảnh và tượng Bác nhiều năm nay. Cứ vào ngày mùng 1, ngày rằm, ngày Bác mất hay ngày sinh nhật Bác, ông và người nhà thường bày mâm ngũ quả, bó hoa cúc hay đơn thuần chỉ là lau dọn, trang trí bàn thờ Bác thật đẹp với tâm niệm duy nhất là tỏ lòng tôn kính Bác. Vì có Bác thì là đã đưa được con đường ấm no hạnh phúc cho nhân dân nói chung và gia đình nói riêng. Thế cho nên gia đình như vậy chúng tôi rất như vậy là có một cái biểu tượng để như vậy là thờ cúng Bác từ trước đến giờ. Thôn Tiến Trại có 113 hộ dân thì có trên 70% số hộ gia đình treo ảnh Bác để thờ cúng. Không ai bảo ai, mỗi gia đình cứ đến ngày sinh nhật Bác hay ngày Bác mất đều dâng lên trước anh linh Bác những sản vật quê nhà do chính mình vun trồng. Tùy vào điều kiện của từng gia đình mà lập bàn thờ Bác khác nhau, nhưng tất cả đều đặt ở nơi trang trọng trong nhà. Trong thậm chí mỗi người dân, Bác là một vị lãnh tụ, Bác đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và những tấm gương, những di chúc mà Bác để lại, đặc biệt là việc làm cho dân giàu nước mạnh, thì bà con nhân dân đã phát triển kinh tế từ chăn nuôi, từ những việc làm khuyên góp hũ gạo để cho dành cho những người nghèo. Nhân dân thôn Tiến Trại còn xây dựng một ngôi đền thờ Bác tại khu trung tâm văn hóa của thôn từ tháng 4 năm 2010. Tháng 2 năm 2019, thôn đã tiến hành xây mới lại ngôi đền với nguồn kinh phí xã hội hóa và sự đóng góp cả ngày công, tiền của nhân dân. Đối với việc học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh thì phát động trong những năm vừa qua thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam đã chung lòng đoàn kết và phấn đấu. Đối với về đích nông thôn mới thì đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đã về đích trong tháng 6 năm 2019. Đó là đóng góp rất lớn của phong trào học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Từ lòng tôn kính Bác, toàn thể nhân dân thôn Tiến Trại nói riêng, nhân dân xã Nhã Nam nói chung đã xây dựng mối đoàn kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cùng nhau thi đua làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ sự chung sức đồng lòng đó, xã Nhã Nam vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã nông thôn mới.